nhằm trao đổi về tình hình hợp tác song phương, thảo luận các giải pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Panama Erika Mones nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên vui mừng về tăng trưởng trao đổi thương mại hai chiều tăng cao trong năm 2021 với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 467 triệu đô la Mỹ, tăng 46% so với năm 2020. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để Panama trở thành cầu nối, góp phần đưa hàng Việt Nam vào thị trường Mỹ Latin, Caribe và ngược lại. Việt Nam là cửa ngõ để hàng hóa Panama vào thị trường Đông Nam Á, tập trung vào các lĩnh vực hợp tác về logistics, thương mại điện tử, chuyển đổi số, trong xúc tiến thương mại, phát huy vai trò của kênh đào, cảng biển của Panama, cũng như vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Bộ trưởng ngoại giao Panama Erica Mones nhất trí sẽ phối hợp với Bộ Công thương Panama thúc đẩy triển khai các nội dung mà hai bên đã trao đổi và thống nhất. Trong thời gian tới hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư song phương thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai bên tìm hiểu và tiếp cận thị trường của nhau. Với vai trò và tầm quan trọng của cơ chế ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam Panama, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp để thúc đẩy tổ chức kỳ họp lần thứ hai ủy ban hỗn hợp trong năm nay